Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì Nhung vào trong kho để lấy cái hàng chậu lục giác đá đen cho các anh các chị nhé. Thì cái chỗ kho này thì bên Nhung xếp toàn hàng đá đen thôi. Ở đây thì có cả hàng tròn đá đen và lục giác đá đen. Thì hôm nay thì Nhung sẽ quay cái loại lục giác đá đen đắt hàng nhất mà bên các anh các chị ủng hộ em nhiều. Đấy là cái mẫu lục giác đá đen L20 các anh các chị nhé. Các anh chị vào xem video thì đăng ký kênh và like, chia sẻ video để ủng hộ cho em Nhung nha. Số điện thoại em Nhung có gắn trên màn hình là 0915 882 513. Số điện thoại này thì có kèm Zalo, các anh các chị có thể vào kết bạn để nhắn tin qua Zalo trao đổi về kích thước cũng như giá tiền cụ thể nhé. Bây giờ thì em Nhung sẽ mang mẫu ra ngoài kia để đo kích thước cho các anh các chị mới vào biết chi tiết về kích thước mẫu chậu L20 đá đen. Chị có thể xem trước về cái hoa văn ở trên cái chậu L20 đá đen này. Nó là cái hoa văn cũng chìm thôi. Và màu chủ đạo thì là màu đá đen, nhìn xa cũng rất là sang rồi. Bây giờ thì các anh các chị theo dõi kích thước nhé. L20 đá đen gồm có kích thước là khổ bì 37, lọt lòng 30 và chiều cao là 24 các anh các chị nhé. Và cái mẫu này thì có giá tiền là 22.000 đồng, em bao ship toàn quốc từ 30 chậu. Các anh các chị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0915 882 513 nhé. Cảm ơn các anh các chị đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau ạ.